Rồi câu 1 C, Nhi câu 2. À. Cổ cái này làm lắm rồi. Cô bảo các bạn. A sai. B Phóng ta. À, sau khi chúng tôi ăn trưa chúng tôi đã đi tới rồi. Ok A. Câu 4 Nhi. B. Bảo câu 5. A Sai. Không thể dịch là vì được, mặc dù chứ. Mặc dù C. cái thang tay này, cái tranh mà thêu tay này rất là mắc tiền, nhưng mà chúng tôi vẫn mua. 6 Nhi. B. Bảo 8 7. B. Nhi. 8. B. Bớt, nói rồi. Rồi câu 9 bảo. C. Đây là cái gì? Đây là nón C đúng không? Vì rồi ok. Nghi câu 10. Nhờ có A. 10 A. Dress đúng rồi. Bảo 11 dễ nhất trần gian. Look for work chu động từ thêm in là bảo ơi. B. Nhi 12. Yes, Làm nhiều lắm rồi. Bảo 13. Phải xem, đáng xem. Nhi 14. Đúc đồng. B. Bảo 15. Sống dựa vào nghề gì đấy? Liver. Liver gì? Nhanh. Con. Rồi. Nhi 16. Bộ sưu tập. B. Bảo 17 Bảo ơi. Ở đây có một cái xài với on, bởi vì có on phải xài cái đó. B. Sai, B là in the middle. C. C in the center. Làm rồi mà. Outskirts là ngoại ô. Under outskirts. Rồi, câu 18 nhỉ? Nhờ C. Câu 19 bảo. Từ chối. A. Sai. Bắt đầu là chuyền Đây mà. C, chút C nhầm. Thân đau. 20 nhỉ? Keep up with. Rồi, bảo 21. Thành lập. Xét gì? Set Nhi 22. nhà B. Bảo 23. Sống hòa hợp với ai đó. Get over. Sai. Get on with. Get Nhi 12 ra câu 24. B. Thành phố này là thành phố phát triển nhất chứ sao B được trong vùng này. Nhà xe. Bảo có 25. Cởi mũ nào. Thách thì là cởi. Thắt Cởi over. đồ, cởi quần áo. Thắt Thách gì? Học thuộc luôn thắt mai thắt mốt thắt thắt có bạn gái người nước over ngoài còn nói được. thắt up. Rồi. Nhi có 26. Nhớ A. 2 đằng sau chờ đằng sau động từ thường con drive động từ thường. Đằng sau động từ thường là trạng từ cho cô. Nhớ C.
bảo. Câu 27 nào. Lớn lên. Trưởng thành. Grow gì? Grow up. Nhi 28. Nhà cô B. Bảo 29. Sâu gì đây, gặp miết. Sâu gì, nhanh lên. Grow up. Sai. So around. Câu 30 Nhi. Yeah, A. 31 bảo hội đồng thành phố quyết định dỡ bỏ tòa nhà nào. Pun gì? Kéo đổ. Đâu không? Kéo đổ sụp xuống. Pun xe. Pun đào. Nhi, câu tiếp theo là miết rồi. B. Rồi, đi với quick. Bởi vì ở đây có quick nên dân chúng ta xài grounded. Tiếp theo, câu 33 bảo làm miết. Câu 34 Nhi. Nhà B. Bài pha. Câu 35 bảo C. Nhờ Nhi 36. C. Bảo 37. Before không có chủ ngữ. Đọc được thêm gì? Thêm in. Rồi. Nhi 38. A. Famous for đúng rồi. Bảo 39. Tính từ đứng trước danh từ. Tính từ đứng trước danh từ con. B. À từ từ. Doing. Rồi, B. Nhi 40. Spend. Hả? B. Rồi. Tăng sắp spend đồng thêm in. Bảo 41. Giữa cái này và cái kia. B. Between and. Nhi tiếp theo. A. Chiều cao danh từ. Bảo làm miết. Nhi câu tiếp theo. B. Đúng rồi, cấu trúc. Bảo câu 45. Cái này hôm trước làm rồi nhỉ, đúng không? Nhìn quen lắm chưa luôn á. Chọc quẹo ai đó. Mách gì hôm trước ghi rồi? Mách phân gì? Up someone. Chọc ghẹo ai? Chọc ghẹo ai? Giễu cợt ai đó. Giễu cợt. Rồi, chọn câu D. Nhi tiếp theo. Yeah, A. Thay đổi về vật lý, thay đổi về cơ thể, thể chất á, thì khác nhau đối với mọi người. Vì thế bạn không cần phải bối rối hoặc căng thẳng, hay là bối rối hoặc là frustrated. Frustrated là gì? Cái từ frustrated mình dịch là gì nhỉ? Em nhớ nhưng mà kiểu lo lắng hay cái gì đó. Frustrated là bực bội á, ở đây phải là căng thẳng thì đúng hơn, chứ không thể dịch là, tại vì cái thể embarrassed là bối rối rồi. Đây chúng ta chọn cái từ tense, căng thẳng á. Rồi câu tiếp theo. 47 bảo. B. Hả? B. Nhi tiếp theo. C. Bảo. Sơ tay gì? Sơ tay kim. Nhi 50. Yeah, B. Bảo 51.
So sánh nhất D nè. D C. Nhi, tiếp theo. Nhà B. Bảo. Kỹ năng làm việc nhà con. Năm tiếp theo Nhi. A. Bảo tiếp theo. Bình tĩnh nào, mọi thứ sẽ ổn thôi. Có 5-6 Nhi. Nhịp B. Tiếp Bảo. Bắt kịp. Là keep up good. Tiếp theo Nhi. Nhịp A. Rồi Bảo. C. C. Nhi. C. Bảo. Bởi vì có how này. À, có cái từ để hỏi thì chúng ta phải sánh to infinity. Rồi có 63, 64, 62 Nhi. Về B. Bảo 63. Bảo tồn con. À. Bảo tồn. Nhi. B. Bảo. Lại từ phản thân. Tự giải trí, tự làm. Đâm xèo. Đây đại từ phản thân nghe chưa? Nhi, tiếp theo. Lỗ. À. Bảo. B. Câu điều ước. Cút đít, làm như có cút đít. Đã cút rồi con đít. Cút đu. C. Nhi. Là C. Bảo. B. Rồi. Nhi. Rồi A. Bảo. À, nó làm rồi, khỏi làm. Bảo có 371 á. B. Sai. C. Câu 72. Yep. B. 73. Nhan. Bảo. Tới lượt con rồi. Câu được ước con. Quá khứ giả định nè. Quá khứ giả định. A. Không được, quá khứ giả định là quá khứ đơn mà. C. Nhi. Yep, B. Rồi. Câu 75 Bảo. B. Tiếp theo. C. Wow, có 75 mà B hả? Span này Bảo. Span cộng đây cộng gì? Span cộng tham cộng độc thêm in.
Nhớ không? Sao quên hoài vậy Bảo? Câu tiếp theo Nhi. Chuyện C. Bảo tiếp. Cái gì được làm cho âm thanh to hơn? A. Là speaker, loa. Loa loa loa. Rồi. Câu 78, câu hỏi đuôi. Nhi. Yes sir. Câu 79 bảo. Cách cư xử thô lỗ. Behavior, thói cư xử, cách hành xử. Câu 80, pháo đài đi Nhi. Yeah. Câu 81 bảo. Đừng có don't bother to go. Nhi. Yeah, B. Bảo. Now recommend. Và có đề nghị nào khác không? Cái gì là cái hang động nào? Cavern nè. Nhi tiếp. Yeah. À. Tiếp theo. Hết rồi. Rồi suy nghĩ đi, chờ có một chút. Ôi, buồn ngủ nhá. Có 86 bảo. Mộ à? Mộ của vua. Thầm. Rồi có 87. Nhi. Yes sir. Very good. Cô tưởng con quên. Cái từ word đằng sau be word, đáng giá. Cái này đáng giá nha, cô nói rồi. Nó cộng với động từ thêm ing nhá. Nhi thì nhớ rồi, Bảo chắc không nhớ đâu. Câu 88. Bảo, câu tường thuật khách quan. À, câu bị động nào, câu bị động nào. Tường thuật khách quan nó phải bị động. Người ta nói rằng
Ví dụ khách quan không? B. À sao B được? Phải bị động mà. Nhì, câu tiếp theo. Subject Nhập chìa B. khóa. Suit nhá. Đây là mệnh đề phải là suit. Còn cộng trực tiếp là verb in. Bảo nhớ đó. Cái này cô nghĩ là Nhi làm được. Câu 90 bảo. Lại là subject, subject này. Nhân. Ừ, khùng mà B. Ở đây nó có chủ ngữ là we thì chúng ta mới xài suit chứ. Còn đây nó có chủ ngữ đâu, là trực tiếp một động từ mà. Có hiểu không? Subject này nếu mà động từ là động từ thâm in. Subject cộng với mệnh đề. Cộng với mệnh đề á thì phải là suit cộng với một động từ nguyên mẫu. Con hiểu không? Chọn câu nào đây? Câu nào? Cô C hát qua Hả? C Ai chứ? Tôi lừa mà cậu ờ trúng cơ bộ lừa. Ai chứ? A Hả? ở A Vả mỏ, giờ có gì đó A vả mỏ bảo. C Bấm in lên mà nó chọn gì vậy trời, nó bị nhớ người yêu à? Rồi, câu tiếp theo, câu 91 Nhi, chán anh bảo quá thôi. Bối C cảnh nào, cái này Nhi làm mấy lần luôn rồi cô nhớ. C Từ từ, có một sự gì quên mất. Có một sự phức hợp hả? Có một sự công nhận rằng việc bảo vệ kỳ quan thiên nhiên sẽ mang lại lợi ích về tài chính cũng như những cái sự quan trọng, cái mức độ, cái tầm quan trọng về văn hóa phải là sự công nhận nha. Sự công nhận nghe chưa hai anh chị? Rồi, câu 92 đây. Nhi. Nhi trước đi. Cho bảo câu dưới. B. Rồi. Tiếp quản. Thật không? Ở đâu có mà tiếp quản? Mà thế kỷ 17 người Việt bắt đầu một cái chùa tháp mà gọi là Thiên Y Thánh Mẫu Tháp, Tháp Thiên Y Thánh Mẫu. Cái này phải là bắt đầu xây dựng các kiểu thì là check up. Rồi bảo câu 93. Nhìn đây, nhìn câu 93 cho tôi. Làm biết rồi vẫn sai chán quá đi. A Sai. B Người chơi phải phải tìm ra kỳ quan ở đâu và ai đưa ra trả lời. Câu trả lời đầu tiên là người chiến thắng. Ai, bất cứ ai. Whoever. Nhì, câu 94 có trong bài học. B Đúng rồi, ai được. Bảo. Bị động. Bị động. C. Có nhiều thứ có giá trị đã bị đánh cắp khỏi những kỳ quan nhân tạo. Nào, nhân. Bị động của hiện tại hoàn thành have và has cộng với been cộng động từ cột 3. C A Have và C has cộng been cộng động từ cột 3. Động từ cột 3. Từ của ba là Steal lắm B. trộm ăn cắp. Phải cái này không nhỉ? Cột 3 này. Chọn không mới chọn nữa, bực quá. Báo. Nhi, câu 96. Nè. Rồi, câu 97 báo. Câu bị động khách quan. Cứ là phải bị động thôi con. Có cái nào bị động thì chơi thôi. Câu A là C hiện tại đơn bình thường nha. Câu B là hiện tại tiếp diễn nha. Câu C là E thought.
AMIA cộng động từ cột 3. Cứ có cột 3 phải là câu bị động mà. Chọn câu C. Cấu trúc câu bị động quên là hết rồi. Nhi 98. Nhập B. Rồi đúng rồi, cấu trúc của stress cộng động từ thêm in nè. Bảo. Tính từ cộng với to infinity nào. Rồi số 3 này. Suy nghĩ nha, lát đọc rành rành cho tôi nghe nha. Hay là viết vào vở đi. Rồi viết đi. Nhi câu 1 nào. Lúc gì nào? Lúc sẽ thay cho từ check. Yeah, lúc khác. Ok. Bảo nào. Stop. À cái từ ghi gì nó sẽ thay cho từ stop ở đây cho cô. Stop là ngừng. Cái từ gì là từ ngừng, từ bỏ nào? Give up. Give up. Rồi Nhi câu tiếp theo. Grow up. Thay cho từ nào? Yeah, increasing. Rồi, câu 4 mà bảo nào? Thay cho cụm chỗ nào đây? Trưởng thành nào? Thay cho nguyên cái cụm này. Trưởng thành. Grow up. Trưởng thành. Câu 5 nào? Nhi. Yeah, close down. Stop. À. Stop doing. Sẽ thay thành slow down. Câu 6 nào, ghét. Thay cho cái cụm này, thay cái gì đây? Get on gì? Get on quick, nghe chưa? Get on with. Câu 7 nào. Triển lãm này thú vị hơn nhiều so với triển lãm trước nào. Rồi viết cho cô mấy câu này ra vở đi. Câu 7, câu 12. Nhanh lên.
Nào, tiếp tục nào. Nhi ơi, đọc câu số 7 nào để cô viết nào. Triển lãm lần trước thì không? Were not gì? Was not more interesting than this one. Triển lãm này thú vị hơn nhiều so với cái triển lãm trước. Triển lãm trước không thú vị bằng chứ. Sao viết vậy? Không thú vị bằng. Not gì? Was not as interesting. Was not as interesting as this one. This. Rồi. Hoặc là quan được. Bảo câu 8 đó con. Giáo viên nói rằng không có học sinh nào trong trường này mà ồn ào hơn tôi. Nào, giáo viên nói rằng tôi là đứa ồn ào nhất nào. Đọc. Đọc không? Ồn ào tính từ ngắn nào. Đờ đi. Nói. Tính từ ngắn thêm ester con. Student in my school. Rồi câu số 9 nào Nhi. Yeah, bảo tập đi câu 10 đấy. I have never read the book. Is interesting than không, this book. Không. Quyển sách này là kém thú vị nhất mà tôi đã từng đọc. Tôi chưa bao giờ mà đọc quyển sách kém thú vị hơn quyển này. Nào từ từ. I have never read. Quyển sách này thuộc kém thú vị nhất mà tôi đang đọc. Là sao ta? Quyển sách này thì kém thú vị nhất mà tôi đã từng đọc. Đây là quyển sách mà kém tôi chưa bao giờ đọc quyển sách kém thú vị trước đây. Không? Quyển sách này là kém thú vị nhất. Tôi chưa bao giờ đọc quyển sách kém thú vị. Từ từ câu này sao sao á. Sao sao ta? Tôi chưa bao giờ đọc quyển sách kém thú vị hơn quyển này. Tôi chưa bao giờ đọc quyển sách mà kém thú vị hơn quyển này. Tôi chưa bao giờ đọc quyển sách kém thú vị hơn quyển này. Vậy là chúng ta sẽ viết như thế này. I have never read. I have never read. Đầu nhé. I have never read less interesting book than this one. Đấy. I have never read less interesting book than this one. Tôi chưa bao giờ mà đọc quyển sách kém thú vị hơn quyển này. Rồi câu 10 bảo nào. Tôi nghĩ rằng Vũng Tàu là một cái thành phố mà đáng sống nhất ở Việt Nam. Không có thành phố nào mà đáng sống hơn Vũng Tàu. Biết nào? I think there is no. In Việt Nam. Unbelievable. Rồi câu 11 này. Thành phố này thì giống với nó vào năm 1990 nào. Vậy là nó thành phố này không gì? Không khác đúng không? Viết như thế nào Nhi? Đọc coi. Không thay đổi nhiều hay là không thay đổi, không khác biệt? Yeah, hasn't changed. But it was in the next one the way to get to traditional handicrafts. Đúng rồi. Where to get. Viết từ để hỏi sau đó là to infinity. Rồi câu 18 bảo nào. Câu tường thuật. Tôi thực sự thất vọng. Tôi rớt kỳ thi vào lần trước là Chi nói rằng
cô ấy, chị nói rằng cô ấy sao? Thì sẽ add a C really disappoint because her exam the week gì? Before. Ở Nhi có 19 con. Despite mà chuyển sang under. Từ cụm danh từ mà chuyển sang một mệnh đề. Chuyển sang mệnh đề ấy con. Bởi mặc dù thời tiết xấu. Under the weather was bad. The weather thêm động từ to be vào nè để tạo thành mệnh đề. À, quá khứ say was. Sau đó là tính từ bad tệ hại. Phải we viết tiếp. Bảo có 20 làm được không? Dạ không. Nhi có 20. Ôi trời ơi, có 20 móng hoàn bực. Xin là vì. Bảo làm đi. Trời đang mưa, bọn họ chuyển hủy chuyến đi tới Tràng An. Vì gì? Bảo làm đi. Vì trời mưa. Cô làm cung ngoài ngoài. Hả? Cái gì con? Có làm một cô. Hả? Kêu Nhi làm một cô. Ui, Nhi làm câu trên rồi. Mấy làm. Không biết làm á hả? Cái xin là vì, có đưa vì vào trong này, nó để trước hay sao, ở giữa câu thôi mà. Xin là bởi vì á, nó giống như bị kho ấy. Xin gì? Nhi đọc cho Nhi, bảo bơm quá, đọc nào. It was running, they cancel the trip to Chang'e. Vậy thôi, câu dưới cho ông Bảo biết này. Sử dụng cụm động từ. Phrasal verb là động từ, cụm động từ. Chúng tôi phải cố gắng hơn nữa. Sâu đát để mà chúng tôi, khăn tay của chúng tôi có thể bình đẳng với của bọn họ. Nào, cái này sử dụng cụm động từ gì cho hay? Sử dụng cụm động từ gì cho hay nào? Bắt kịp nào, đuổi kịp nào? Bảo ơi, đọc cho cô câu này. Cái đằng trước không có gì thay đổi. Vẫn là to try harder. Wow. Harder. So that vẫn viết thế. Our handicraft can keep gì bảo? Keep gì? Keep up. Yeah. Rồi câu 22 dành cho Bảo luôn. Cái này là sử dụng cái từ để hỏi một true infinity đấy. What should I wear? Tôi nên mặc cái gì để tới một cái bữa tiệc trang, một buổi tiệc trang phục đây, dạ hội á, buổi tiệc dạ hội á. Vậy là Trang tự hỏi là what, what gì, còn một chu infinity bảo chu gì, chu gì, chu infinity là chu gì đây? Động từ của chúng ta là từ mặc, wear. À, chu the fancy dress party. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo nào. Nhi, tôi thực sự bị căng thẳng. Nam nói rằng yeah. Nam said he was really stressed out. Rồi, Bảo làm lại con câu này. Đây là câu tường thuật, chuyển sang câu gián tiếp nào. Nam nói rằng, Nam said that. Said that cái gì? Anh ấy thực sự căng thẳng nào. Chuyển cho cô, câu này dễ. Anh ấy thực sự căng thẳng. He said that he was really stressed out. Rồi Nhi, câu 24 nào. Mai dành cả thời thơ ấu. Ôi, câu này dễ làm rồi. Mai dành cả thời thơ ấu ở Mai và Râu miền Nam. Mai trưởng thành ở một thị trấn nhỏ miền Nam. Trưởng thành là gì? Grew up in a small town in the south. Rồi mấy câu này suy nghĩ cho cô nhanh.
bốc từng đứa làm từng câu. Suy nghĩ đi, suy nghĩ thôi, khỏi làm bài vở. Suy nghĩ cách làm đi. Rồi, tiếp tục, bảo vào lớp chưa? Bảo. Dạ, chưa gì cô ơi. À, 25 nhi. Lúc này lúc gì? Lúc over. À, lúc over kiểm tra đúng không? Rồi, cái từ lúc over này nó thay cho từ gì? Check. Rồi. Bảo nào. Câu dưới là có loại bài tập gì nói cô nghe? So sánh gì? Mới làm xong, bảo làm luôn á.
Để ra so sánh gì? Giáo viên nói rằng không có học sinh nào trong môi trường này mà ồn ào hơn tôi hết. Tức quá trời luôn. Mẹ tôi là đứa ồn ào nhất. Vậy là I am the noisiest in the school. Thêm chữ student vào cũng được. Chỗ này. Rồi. Câu 27 là bài tập gì Nhi? Yeah, sau đó. À. Rồi, sau đó đúng rồi. Sau đó vậy thì đằng sau sẽ thêm cái gì vào để tạo thành mệnh đề đây? Yeah, say bye. Sau đó say bye. See. Goodbye. À, goodbye. Sau đó say goodbye. Rồi câu 28 là bài gì đấy Bảo? Câu điều ước. Ngôi làng của tôi không có à dạ. Chờ xíu, suy nghĩ tiếp đi. Rồi. Nào, câu 28 là bảo ngôi làng của bạn không có gọi là mình dịch này, nếu mà ở trên về công nghệ thông tin gọi là truy xuất, truy cập. Tức là không có có được cái phần mà nước máy sạch á. Nhá. Vẫn chưa được tiếp cận, gọi là tiếp cận đi với nước máy sạch. Là tôi ước ngôi làng của tôi bảo nào. I wish my gì? My vi định ngôi làng của tôi. Câu điều ước hiện tại nào. Had the có nhá, có này. Có gì? Access to clean pipe water. Rồi Nhi có 29 con. Đây là dạng bài tập gì? Câu gì? Câu tường thuật. Why she didn't watch more TV in England? Didn't. À không, từ từ.
Đây là câu yêu cầu đề nghị con ạ. Mình không có viết lại cái why này. Why don't you là tại sao bạn không xem nhiều chương trình TV bằng tiếng Anh nhìn Lan nhỉ? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ bảo là giáo viên yêu cầu Lan là to watch more TV in English. Chấm. Không cần phải viết cái why don't you đâu, why don't she đâu. Rồi chúng ta viết này ngắn gọn hơn. Câu 30 là bảo nào, about nào. What I suggest, tôi đề nghị là tái chế cái gì, recycling, tái chế những cái thứ như là cái này. Vậy là nó bằng với what about cộng với động từ thêm ing các con. Nào nhận. What about recycling thing, viết tiếp. Rồi câu 31 dành cho Nhi, vì Nhi sẽ biết làm câu 31. Yeah, this was visiting Tràng An. Đúng rồi, visiting Tràng An. Phải a natural wonder of the area. Vậy để viết tiếp thôi. Câu 32 nào, bảo nào, suy nghĩ xem đây là dạng bài tập gì đây. Họ nói rằng Phong Nha Kẻ Bàng có thể so sánh như là một bảo tàng địa chất học. Người ta nói rằng, nó được nói rằng, câu bị động khách quan. Bảo biết không? It is gì? It is, viết tiếp cái từ đằng trên, đằng trước vào, thêm ed vào. That, xong rồi viết vào, ok. Câu 33 nào, Nhi ơi, bài tập gì biết không? Câu 33, biết là dạng bài tập gì không? Em biết không? Nào, cô gợi ý. Phương pháp này bây giờ đã làm việc hiệu quả hơn nó đã từng. Nghe đã từng là biết phải không? Phải là không từng, nó đã không từng, cái phương pháp này không từng hiệu quả đúng không nào? Yeah. Ừ. Rồi đọc cô nè. This metal didn't you to be work. If you to work it fastly than now. Không, viết vậy thôi. Phương pháp này đã không từng hiệu quả. Rồi câu 34 nào. Bảo biết đây là bài tập gì không con? Tôi chưa bao giờ đi thăm một cái bảo tàng lịch sử, một cái đền cổ kính như thế. Đây là lần đầu tiên tôi đi thăm một cái bảo tàng, một cái đền cổ kính nào. Chuyển sang lần đầu tiên làm chuyện ấy. Did either bảo đâu? Đấy. Lần đầu tiên làm chuyện ấy nào. This is the first time I visited. Con đưa về quá khứ đơn. Visited. Trust a historic temple. Rồi câu 35. Tom lái ô tô cẩn thận hơn Peter. Rồi câu này sẽ làm sao nhờ bạn Nhi? Peter lái xe drive his car less quickly than Tom. Bất cẩn hơn á, chúng ta có thể là chuyển qua cái dạng chuyển đổi tính từ sẽ là care gì? Carelessly than Tom, bất cẩn hơn. Hoặc là chúng ta có thể chuyển như thế này, Peter lái xe không cẩn thận bằng nha, không cẩn thận bằng Tom. Drive. Nhi biết làm không? His car. Nhi biết làm cách nào không? His car không cẩn thận bằng. Không cẩn thận bằng nó là so sánh gì? So sánh bằng. Vậy chúng ta sẽ mượn cái didn't, cái doesn't ở đây. Cái doesn't ở đây. Doesn't ở đây mà đã phải doesn't rồi á thì ở đây sẽ đưa về nguyên bản. Và carefully as Tom. Không lái xe cẩn thận bằng Tom. So sánh không bằng. Câu 36 nào, bảo biết bài tập gì không con? Cái hội nghị quốc tế này thực cực kỳ quan trọng. Hãy ghi chú vào trong nhật ký của bạn. Rồi, cái hội nghị quốc tế này
cực kỳ quan trọng. Nào Nhi đọc câu nào. This international conference is extremely important. Put it down in your diary. Put gì? Mình có từ ghi chú là gì? Put gì? Put it down in. Put it down. Rồi. Put it down in your diary. Câu 37 nào. Cái này là forward thì Bảo chắc là biết á. Look forward to, Bảo ơi. Trông mong trông đợi. Trông mong trông đợi. Bảo làm qua câu này nào. Tôi đang nghĩ với một cái sự mong chờ mong mỏi về chuyến đi tới Bà Nà Hill. Rồi vậy tôi đang trông mong. I am looking for work to gì? The trip. Ở đây là danh từ không cần vập hình. To Bà Nà Hill. Bảo đúng không con? Chú ý nhá. Câu 38 mình làm rồi, khỏi làm lại. Cái chiếc khăn à, cái gì, cái bức tranh mà thêu tay này rất là đắt, nhưng chúng tôi vẫn mua nó. Chúng ta sẽ viết bằng even đâu ra đầu. Chúng tôi vẫn mua và cái này hơi thay đổi một xíu. Chúng tôi vẫn mua cái gì? Chúng tôi mua cái tranh thêu tay mặc dù nó đắt nào. Bảo đọc cô. We bought gì? Did gì? Hand embroider picture on đâu, even đâu ít gì, what expensive. Nhi biết làm con? Dạ biết. Câu 39 này, chúng tôi sắp xếp để gặp nhau phía trước cái cửa hàng bán đèn lồng vào lúc 8 giờ, nhưng cô ấy không có đến. Rồi Bảo sẽ làm câu này cho cô. Cái từ đến nó sẽ bằng với cái từ turn gì? Hơn gì? Cái từ đến xuất hiện, xuất đầu lộ diện nào? Cô sẽ thay cái từ arrive bằng với từ turn gì? Bảo biết không? Turn gì? Không biết hả? Turn gì Bảo? Turn gì? Em đang tìm. Viết vào cái sổ tay không viết nữa. Làm một tờ giấy A4 hệ thống lại những cái từ quan trọng của kỳ 1. Trước cô bày lại rồi. Turn gì? Thân đen. Thân đen hả? Thân nào từ không, chối? Không. Thân gì Nhi ơi? Dạ, thân up. Ok. Câu 40. Viết cái gì mà có order đây? Nhi, phân tích. Dạ, yeah, in order that. In order that để mà. Cô để vào giữa. In other that, và cô vứt cái kia weekend đi. À không, viết để ở giữa thôi. Còn nếu mà cô xài in order to á, nếu cô xài in order to á, thì là in order to gì? To make, cô bỏ make a simple nhá. Nếu mà đây là in other that, vẫn là we can make. Viết tiếp. Nhưng nếu mà xài in order to thì sẽ là in order to make a simple. Viết tiếp. Hiểu không? Tùy nhá. Rồi câu 41 nào. Phân tích cô, đây là bài gì? Nhi, bác sĩ nói với bố tôi là stop smoking. Người ta cho chúng ta từ give. Vậy chúng ta sẽ viết. Viết như thế nào? Chúng ta thay thôi. Thay từ stop nó bằng cái từ gì? Bảo. Stop cô sẽ thay bằng cái từ give gì? Give up. Give up. Câu 42, Bảo đọc cho cô câu 42 và nói cho cô bài này chúng ta phải làm sao. We don't know where we should put the sofa. Chúng tôi không biết chỗ để đặt cái ghế sofa. Question là câu hỏi với từ để hỏi cộng với một to infinity. Con phải đọc cái này này. Đấy, nó yêu cầu mình làm gì? Dùng từ để hỏi cộng với một to infinity để làm. Để con đọc cho cô nào. Vậy chúng ta chỉ thay thế, chúng ta viết và thay thế đến chỗ này này, thay thế cái khúc này thành từ để hỏi cộng với một to infinity, tức là thành where to put. Vậy đấy. Rồi Bảo đọc cho cô đây. We don't know where gì. Đọc to lên. We
Quê thổi bút ở sâu phè. Rồi câu 43 tương tự. Nhi làm cho câu 43 cũng là cái dạng mà từ để hỏi cộng với một to infinity nhá. We must find out what to do next. We must find out what to do next. Đấy. Rồi câu 44 thì làm rồi, khỏi làm lại. Câu dưới đây cũng làm hết rồi. Rồi đây là câu tường thuật nè, chưa làm. Nha, câu 50 á, chưa làm. Nhưng mà nhìn con có biết làm không? Nhìn nếu cho những cái bài này con biết làm hay không? Dạ có. Rồi, dám mà làm. Để chạy xuống cái bài quan trọng hơn. Rồi, cái câu này là thêm vào để tạo thành một cái câu mà hoàn chỉnh. Tuần trước sao cô ấy, tuần trước cô ấy đề nghị, cái này là con viết ra đi, không phải sắp xếp đâu mà là thêm vào cho nó đầy đủ. Bảo đọc cô câu này. Last week này, phẩy này, see, sub gì, subject, subjective, bởi vì là quá khứ rồi phải là phần thêm ed vào, mà đằng sau subject thì động từ phải là thêm ing, cho nên chúng ta sẽ chia như nào? Bạn bảo collecting We the flossy call desk in our school. Rồi câu 2 nhi. Xin Parker comes. He Từ learns. khi ông Parker đến, anh ấy đã học được rất nhiều về cuộc sống trong một trên một nông trại. Since Parker came, he has learned a lot of life in on a farm. Rồi, bài tập này phải được làm cẩn thận. Bài này dành cho Bảo, đây là câu bị động của must nào. This exercise must be còn động từ cột 3 nhanh Bảo ơi. Bị động của mode of verb, đó là mode of verb cộng với be cộng động từ cột 3, con nhớ chưa? Rồi câu 4 bạn Nhi nào. Thanh gì? Thanh Chu. Thanh đi với Chu là nhờ vào development. Nhờ vào sự phát triển của tech gì? Technology. Phải we can can gì? Communicate with our friends by email. Rồi, bài dưới đây cô chụp hình gửi về để các bạn làm và rảnh tối là chụp gửi sang cho cô hoặc là sáng mai. Thứ mấy thi tiếng Anh? Cái lớp này là thứ mấy? Thứ sáu. Vẫn còn thời gian để ôn, yên tâm. Rồi, để cô chụp cái này gửi sang cho cô, làm cho cô nghe chưa? Chụp hình đi, mình đã làm trên Zalo rồi gửi sang luôn. Cô gửi liền đây này. Đây là bài tập gì? Work form. Danh từ, động từ, danh động tính trạng á. Danh động tính trạng các bạn phải phân tích để mà biến đổi úng ba la xì bùa mấy cái thằng đó. Úng ba la xì bùa nó để xài cho đúng dạng của nó thì mới đúng được nha. Chỗ nào xài danh từ, chỗ nào xài động từ, chỗ nào xài tính từ, chỗ nào xài trạng từ. Câu 21 rồi. Câu 22. Đó, về làm hết mấy cái này cho cô nha. Ráng làm được mấy câu là. Nghe chưa? Bảo, có làm không?
Ow. Cái gì? Có. Gọi cho mẹ bây giờ. Mẹ đi làm hay nhỉ? Mà gan thế. Chia động từ trong ngoặc luôn nè mấy anh chị. Lo mà làm đi. Từ ngày học online là mấy anh chị lười lắm. Rồi hết rồi. Đấy. Phải về nhà đấy. Rồi được chưa? Cô gửi qua hết rồi đấy. Lo mà làm đi nha. Rồi nghỉ nha. Rồi cô dạy lớp khác.